Nga tấn công vị trí lính đánh thuê Ukraine ở Kharkov. Cận cảnh UAV Lancet Nga bắn trúng xe tăng Ukraine. Nga liên tiếp giành bước tiến mới ở Kupyansk. Israel tuyên bố bơm nước vào mê cung hầm ngầm của Hamas. Ông Trump sẽ thủ tiêu chính quyền Zelensky, lập lại hòa bình cho Nga và Ukraine. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những cập nhật nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các vị trí của lính đánh thuê Ukraine ở Kharkov. Thông tin này được kênh Telegram Military Chronicle đăng tải. Theo nguồn tin này, vị trí bị tấn công gần khu chợ ngựa của thành phố. Thị trưởng Kharkov, Igor Tadekov trước đó cũng đã thông báo về một vụ nổ lớn xảy ra trong thành phố. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về vụ việc này. Và giữa tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ lính đánh thuê ở Kharkov. Theo đó, hầu hết các chiến binh thiệt mạng đều là công dân Pháp. Theo dữ liệu chính thức, tòa nhà nơi có lính đánh thuê đã bị phá hủy hoàn toàn. Tổng cộng hơn 60 chiến binh đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đăng tải đoạn video cho thấy, bằng cách sử dụng máy bay không người lái trinh sát Zala, lực lượng Nga đã xác định các vị trí của các xe tăng Ukraine gần Archimorsk, Bakhmut. Sau đó, lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet nhắm mục tiêu vào các xe tăng của Ukraine, khiến chúng ngay lập tức bị phá hủy. Ngoài ra, một chiếc xe tăng khác của Ukraine cũng bị phá hủy trong đêm. Bóng tối bao phủ vào ban đêm cũng không thể gây khó khăn cho UAV Lancet trong việc xác định và phá hủy mục tiêu. UAV cảm tử Lancet được coi là vũ khí hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường ở Ukraine. Lancet giống như một loại đạn dẫn đường có thể trinh sát và tấn công mục tiêu theo chỉ thị của hệ thống điều khiển. Loại UAV đáng gờm này của Nga được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường ở Ukraine lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022, 5 tháng sau khi xung đột nổ ra. Sau đó, UAV Lancet được sử dụng trên chiến trường với số lượng tăng dần. Kênh SGS đưa tin, sau khi kiểm soát hoàn toàn Tabadyevka, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đánh chiếm các cao điểm xung quanh ngôi làng và bắt đầu tiến tới Berestove và Peshchanoe, phía tây nam Tabadyevka. Giao tranh vẫn tiếp tục ở Kislovka và Kolyarovka. Có thông tin về các đơn vị tiền tiêu của Nga đã đến vùng ngoại ô Berestove nhưng chưa chính thức được xác nhận. Kênh MD cho biết có thông tin chưa được xác nhận rằng sáng ngày 30 tháng 1, Nga đã bắt đầu tấn công vào khu định cư Peshchanoe. Cuộc tấn công được tiến hành đồng thời từ hai hướng, Kramani và Tabadyevka. Tại đây, lực lượng phòng ngự của Ukraine không đáng kể, dù phía sau còn có một số đại đội hỗ trợ. Tuy nhiên, sự cô lập về mặt địa lý của ngôi làng với các tuyến đường tiếp tế khiến cụm lực lượng này khó có thể nhanh chóng nhận được quân tiếp viện. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, Dmytro, một binh sĩ vệ binh quốc gia Ukraine thuộc lữ đoàn Burevi cho biết, lực lượng Nga họ phóng hỏa lực trực tiếp, máy bay bay lượn trên trời. Về cơ bản, họ có tất cả các loại vũ khí, nhưng đáng sợ nhất có lẽ là xe tăng. Đối với binh lính Ukraine, pháo binh của Nga cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng xe tăng thậm chí còn nguy hiểm hơn. Dmytro cho biết thêm, khi xe tăng khai hỏa, bạn thậm chí không nghe thấy tiếng, bạn có thể nghe thấy tiếng máy bay khi nó bay qua. Nhưng với một chiếc xe tăng, số phận của bạn đang ở trong tay Chúa. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng thiết giáp Nga, phá hủy khoảng 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ khi bắt đầu xung đột và hàng trăm xe tăng chỉ trong vài tháng qua. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tiếp tục đưa ra các phương án thay thế. Quân đội Nga đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng để sản xuất vũ khí, cũng như tuyển thêm quân. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng, ngoài việc thay thế số quân bị mất trong các trận chiến, Nga cũng tăng cường sản xuất khoảng 100 xe tăng mỗi tháng. Việc Nga vẫn duy trì khả năng tấn công diễn ra trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây cho Ukraine ngày càng nhỏ giọt, đặt Kiev vào thế khó để có thể đạt được mục tiêu giành lại lãnh thổ từ Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông lo ngại việc thiếu sự hỗ trợ của phương Tây sẽ dẫn đến rất nhiều người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương. Văn phòng Tổng thống Ukraine vừa phủ nhận cáo buộc yêu cầu chỉ huy quân sự cấp cao nhất, tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny từ chức ngày 30 tháng 1. Theo trang The Guardian của Anh, thông tin ông Zaluzhny có thể bị buộc phải từ chức đã xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều ngày 29 tháng 1. Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Ukraine nhanh chóng tuyên bố trên Telegram, các nhà báo thân mến, chúng tôi trả lời ngay cho mọi người. Không, điều đó không đúng. Trước đó, ông Oleksii Goncharenko, nghị sĩ đối lập Ukraine tiết lộ rằng hôm 30 tháng 1, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu ông Zaluzhny từ chức nhưng ông đã từ chối. Nguyên nhân có thể là do bất đồng giữa hai bên. Nghị sĩ này cho biết, cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi tệ. Không có vấn đề nghiêm trọng nào giữa họ, nhưng văn phòng Tổng thống Zelensky lo ngại ông Zaluzhny đang đưa ra những tuyên bố chính trị chứ không phải những tuyên bố quân sự. Người được cho là có khả năng thay thế ông Zaluzhny nhất là ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Truyền thông Ukraine ngày 31 tháng 1 cho biết, Ukraine sẽ sớm nhận loại vũ khí chính xác tầm xa mới do Mỹ sản xuất là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder thông tin, như chúng tôi đã công bố vào năm ngoái, chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất như một phần trong nỗ lực hỗ trợ an ninh. Vì lý do bảo mật, ông Ryder không xác nhận các mốc thời gian cụ thể của việc bàn giao bom GLSDB cho phía Ukraine. Nhưng theo nguồn tin của tờ Politico, những quả bom GLSDB đầu tiên có thể đến Ukraine sớm nhất là vào ngày 31 tháng 1. Bom GLSDB là loại vũ khí kết hợp giữa rocket M26 và bom đường kính nhỏ GBU-39, có thể phóng từ bệ mặt đất như tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270, MLRS và hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao Himars. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển sang một số các tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố, đây là một phần trong loạt công cụ được lực lượng phòng vệ Israel triển khai để vô hiệu hóa mối đe dọa từ mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của Hamas. Theo một nghiên cứu từ Học viện Quân sự Mỹ West Point, Hamas sở hữu hệ thống 1.300 đường hầm dài hơn 500 km ở Gaza khi chiến sự với Israel bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Vào tháng 12 năm 2023, một số phương tiện truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này tính bơm nước biển từ Địa Trung Hải vào hầm ngầm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phương án này rất nguy hiểm và gây ra rủi ro lớn cho dân thường ở Gaza. Cựu điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine, Lynn Hastings đã cảnh báo biện pháp bơm nước sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng nước và nước thải vốn đã mong manh ở Gaza. Thậm chí còn có nguy cơ các tòa nhà và đường xá sụp đổ do áp lực gia tăng và nước biển xâm nhập vào Gaza. Hôm 30 tháng 1, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã cẩn thận để không làm hỏng nguồn nước ngầm của khu vực. Thông báo cũng cho biết thêm, việc bơm nước chỉ được thực hiện ở những tuyến đường hầm, vị trí phù hợp với phương pháp tương xứng. Theo hãng tin Reuters, hôm 30 tháng 1, các lính biệt kích Israel đã nổ súng sát hại 3 người trong cuộc đột kích vào một bệnh viện ở bờ Tây. Theo hình ảnh CCTV, khoảng 10 lính biệt kích Israel, mà trong đó 3 người mặc trang phục trùm đầu của phụ nữ Palestine và 2 người mặc quần áo nhân viên y tế cầm theo súng trường đi qua hành lang bệnh viện Ibsina ở thành phố Jenin. Hamas sau đó cho biết một thành viên của nhóm nằm trong số 3 người thiệt mạng. 2 người còn lại thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad. Quân đội Israel tuyên bố một trong những người bị bắn đã mang theo súng lục và vụ việc cho thấy các tay súng Hamas đang tận dụng các khu dân cư và bệnh viện làm nơi trú ẩn, cũng như làm lá chắn sống. Tuy nhiên, Hamas lâu nay phủ nhận cáo buộc này. Các nguồn tin từ bệnh viện cho biết đội đặc nhiệm Israel đã đột nhập vào cơ sở này, tiến lên tầng 3 và giết 3 người bằng súng lục giảm thanh. Bộ trưởng Y tế Palestine Mai Akaila gọi vụ việc là tội ác chiến tranh. Theo Israel, quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 9.000 tay súng vũ trang ở Gaza. Tuy nhiên, Israel cũng đã mất 221 binh sĩ trong quá trình giao tranh. Lính biệt kích Israel đã cải trang thành nhân viên y tế và phụ nữ Hồi giáo, rồi xông vào một bệnh viện ở bờ Tây ngày 30 tháng 1 và giết 3 người bị nghi là các tay súng Palestine. Trong đoạn video lấy từ camera giám sát bên trong bệnh viện Ibsina, có hình ảnh lính biệt kích Israel, hầu hết trang bị vũ khí, cải trang thành phụ nữ đội khăn trùm đầu Hồi giáo hoặc cải trang thành nhân viên bệnh viện. Quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt 3 nghi phạm là tay súng Palestine trong một chiến dịch bí mật chung có sự phối hợp giữa quân đội, cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet và biên phòng tại bệnh viện Ibsina ở Jenin, bờ Tây. Cơ quan y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã nổ súng bên trong bệnh viện Ibsina. Cơ quan này lên án cuộc đột kích và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc quân đội Israel phải dừng những động thái như vậy tại các bệnh viện. Người phát ngôn của bệnh viện Ibsina cho biết không có nổ súng đáp trả, cho thấy đây là một vụ giết người có chủ đích. Trong khi đó, quân đội Israel cáo buộc các tay súng người Palestine đang sử dụng bệnh viện này làm nơi ẩn náu. Phía Israel nghi ngờ một trong những mục tiêu trong cuộc đột kích đã chuyển vũ khí và đạn dược để thực hiện một cuộc tấn công theo kế hoạch, lấy cảm hứng từ cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt Mohammed Jalamne, 27 tuổi, người được cho là đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp tới. Theo quân đội Israel, 2 nghi phạm còn lại là anh em Basen Ghazawi và Mohammed Ghazawi đang trốn trong bệnh viện và có liên quan đến các cuộc tấn công. Xin được chuyển sang một số các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Theo Yonhap, trong ngày 31 tháng 1, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố những hình ảnh liên quan tới cuộc diễn tập tên lửa của Bình Nhưỡng tại vùng biển phía Tây bán đảo trước đó một ngày. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra năng lực phản công nhanh và khả năng tấn công chiến lược của Triều Tiên. Cuộc diễn tập tên lửa không gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trong khu vực. Cũng theo hãng thông tấn Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 trong cuộc diễn tập. Tên lửa này đã di chuyển ở độ cao thấp và đánh trúng mục tiêu chỉ định. Vào ngày 30 tháng 1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã xác nhận việc Triều Tiên phóng một số tên lửa ra vùng biển phía tây bán đảo. Tuy vậy, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không tiết lộ cụ thể về chủng loại và số lượng tên lửa Bình Nhưỡng đã phóng. Đây cũng là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trong vòng một tuần qua. Theo Yonhap, Bình Nhưỡng lần đầu tiên thử nghiệm hai loại tên lửa hành trình Hwasal-1 và Hwasal-2 vào tháng 9 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Các quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định rằng hai loại tên lửa kể trên có tầm bắn khoảng 1.500 đến 2.000 km. Yonhap đưa tin, một tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi ngoài khơi thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc rạng sáng ngày 31 tháng 1. Khu vực máy bay rơi gần căn cứ không quân Gunsan của Mỹ tại Hàn Quốc. Nguồn tin cho hay, máy bay gặp sự cố giữa hành trình, phi công đã kịp thoát ra ngoài và được giải cứu sau khoảng một tiếng. Hiện chưa rõ máy bay gặp nạn khi tuần tra hay làm nhiệm vụ huấn luyện. Máy bay gặp nạn thuộc đơn vị máy bay chiến đấu số 8 của Mỹ. Chỉ huy đơn vị này, ông Matthew Getke, cho biết trọng tâm hiện nay là tìm kiếm và thu hồi các mảnh vỡ máy bay. Đây là vụ tai nạn thứ 3 liên quan đến máy bay chiến đấu của Mỹ ở khu vực chưa đầy một năm qua. Tháng trước, một chiếc F-16 của Mỹ cũng bị rơi khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện. Phi công cũng may mắn sống sót. Thưa quý vị, đến nay diễn biến về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, nhất là khi đầu tuần qua, thông tin về việc cựu Tổng thống Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa bang Iowa. Đáng nói, khi chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống ở Mỹ ngày một nóng lên, cũng là lúc xung đột Nga-Ukraine bước vào giai đoạn được đánh giá mang ý nghĩa bước ngoặt. Cuộc bầu cử ở xứ sở Cờ Hoa được cho là sẽ chi phối tương lai chính sách hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev, từ đó tác động đến các bước đi của chính quyền Kiev. Ngoài ra, với các quan chức an ninh quốc gia, tình báo và ngoại giao hàng đầu của phương Tây, bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 cũng sẽ là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến các quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Nhiều quan chức hàng đầu của Mỹ và châu Âu đang lo ngại rằng Nga có thể sẽ kéo dài cuộc chiến ở Ukraine qua kỳ bầu cử năm 2024, với hy vọng cựu Tổng thống Donald Trump hoặc một ứng viên khác của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Kịch bản này đồng nghĩa với việc chính quyền mới của Mỹ sẽ ít ủng hộ Ukraine hơn và nhờ đó vị thế của Nga trên bàn đàm phán được cải thiện. Theo một nguồn tin tình báo, những tính toán của Nga liên quan tới bầu cử Mỹ đang là tâm điểm quan sát của các nước như Mỹ, Ukraine và châu Âu. Thậm chí, một nhà ngoại giao phương Tây đã nói, châu Âu tin rằng việc Nga tìm cách kéo dài cuộc xung đột Ukraine tới bầu cử Mỹ chính là kế hoạch của ông Putin. Cựu đại sứ Mỹ tại Ba Lan Daniel Fred bình luận, cuộc bầu cử sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn vì người Nga nghĩ rằng họ thấy ánh sáng cuối đường hầm do sự ủng hộ chính trị dành cho Ukraine sẽ bị tổn hại nếu ông Trump đắc cử. Người Mỹ dường như đã sẵn sàng cho viễn cảnh tái đấu giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Nói cách khác, đó có thể sẽ là cuộc đối đầu giữa một người dẫn dắt liên minh phương Tây ủng hộ Ukraine với một người hoài nghi về NATO. Theo kết quả của một cuộc thăm dò của New York Times, cả ông Biden và ông Trump đều nhận được tỷ lệ ủng hộ ở mức 43% trong trường hợp tái đấu tại bầu cử Tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ trong nội bộ đảng dành cho ông Trump đang cao hơn so với ông Biden. Ông Trump hiện là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa, bất chấp việc ông 4 lần bị truy tố hình sự chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây. Triển vọng tái đắc cử của Tổng thống Đảng Cộng Hòa khiến những người ủng hộ Ukraine lo ngại. Daniel Vazquez, người đứng đầu tổ chức Yorktown Solution, cho rằng sự khó đoán của ông Trump khiến các nhà hoạch định chính sách Ukraine lo ngại. Khi còn đương chức và hiện giờ khi tái tranh cử, ông Trump luôn thể hiện rõ quan điểm không ủng hộ lãng phí tiền thuế của người dân Mỹ vào các cuộc chiến ở nước ngoài, những cuộc chiến không có hồi kết. Ông cho rằng Mỹ đang lãng phí hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine thay vì buộc các đồng minh châu Âu làm điều này. Với xung đột Nga-Ukraine, ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông Trump nói hồi tháng 3 năm 2023 rằng, trước khi đến phòng bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine, tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày. Hồi tháng 7 năm 2023, ông hé lộ thêm cách thức có thể giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Trump cho hay, tôi sẽ nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng hãy dừng lại, ông phải chấp nhận một thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu ông không muốn đàm phán, chúng tôi sẽ cấp cho Ukraine nhiều hơn, tôi sẽ chốt thỏa thuận trong một ngày, chỉ một ngày. Tuy nhiên, khi được hỏi về viện trợ cho Ukraine, ông Trump không cam kết tiếp tục chính sách này nếu tái đắc cử. Ông nói chúng ta đang cho đi rất nhiều vũ khí, để rồi ngay lúc này Mỹ không có đủ đạn cho chính mình, chúng ta đã cho đi quá nhiều. Ông cho rằng các đồng minh của Mỹ ở châu Âu cần chi thêm tiền. Theo các nhà quan sát, ông Trump cho thấy ông coi cuộc chiến Ukraine hiện nay là phương tiện để thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc, dân túy với cáo buộc cả thế giới đang đẩy trách nhiệm cho Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden quan tâm đến bảo vệ an ninh của nước ngoài hơn nhu cầu kinh tế của người Mỹ. Một thông điệp như vậy sẽ có tác động rất lớn nếu kinh tế Mỹ suy thoái vào năm 2024 và ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tái tranh cử của ông Biden, trong khi nó lại củng cố cơ hội trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Theo các nhà phân tích, ngay cả khi ông Trump không được đề cử, bất cứ ứng viên nào của đảng này trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, nguy cơ Mỹ cắt giảm viện trợ cho Ukraine đều rất lớn, dù vẫn có những ứng viên ủng hộ Kiev. Thống đốc Florida Ron DeSantis, ứng viên Cộng hòa được yêu thích thứ hai sau ông Trump, từng gọi cuộc xung đột Nga-Ukraine là vấn đề tranh chấp lãnh thổ và không liên quan đến lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ. Ông cho rằng Washington không cần thêm rắc rối và vẫn còn những ưu tiên khác như vấn đề buôn lậu ma túy qua biên giới Mexico. Lo ngại về nguy cơ Mỹ thay đổi chính sách với Ukraine không ngừng tăng lên kể từ cuộc bầu cử giữa kỳ, khi nghệ sĩ Cộng hòa Kevin McCarthy tuyên bố Quốc hội sẽ không còn duyệt những tấm séc chống cho Kiev nữa. Sau khi trở thành Chủ tịch Hạ viện, ông cho biết sẽ lên kế hoạch ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm phê duyệt tài trợ bổ sung cho Ukraine. Cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã không thể thông qua đề xuất ngân sách 106 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Joe Biden. Theo đề xuất này, Washington sẽ dành hơn 60 tỷ đô la Mỹ để viện trợ bổ sung cho Kiev. Một cuộc thăm dò của CNN cho thấy 55% cử tri Mỹ cho rằng Quốc hội không nên phê chuẩn tài trợ thêm cho Ukraine, khoảng 51% cho rằng Mỹ đã giúp đủ, trong khi 48% ủng hộ làm nhiều hơn nữa. Bất chấp chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần cam kết ủng hộ Ukraine đến cùng, không ai biết chắc chắn điều gì có thể xảy ra xung quanh kỳ bầu cử năm 2024. Vì lý do này, Ukraine đang chịu áp lực rất lớn phải đạt được đột phá lớn để chứng minh rằng những viện trợ của Mỹ không vô ích, lãng phí. Không thể phủ nhận, để củng cố vị trí của mình khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ngày một gần, ông Biden cần chứng minh được sự ủng hộ của ông dành cho Kiev là đúng đắn, thông qua việc quân đội Ukraine giành chiến thắng lớn trên chiến trường. Tại Washington, có nhiều ý kiến cho rằng việc Mỹ cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine là quá nhiều trong tình hình kinh tế hiện nay. Những chỉ trích chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt hơn khi chiến dịch phản công của Ukraine không đạt kết quả. Tổng thống Ukraine Zelensky từng tìm cách trấn an giữa những lo ngại rằng Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ đang ngày càng chia rẽ về cuộc xung đột. Ông cho biết, ai biết được chúng ta sẽ ở đâu vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tôi tin rằng khi đó Ukraine sẽ giành chiến thắng. Đầu tháng này, khi được hỏi liệu Ukraine có lựa chọn nào khác trong trường hợp Mỹ cắt viện trợ, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định, chúng tôi không có kế hoạch B, chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch A, Ukraine sẽ luôn chiến thắng bằng các nguồn lực được cung cấp. Những gì được trao cho Ukraine không phải là từ thiện, đó là một khoản đầu tư để bảo vệ NATO và bảo vệ sự thịnh vượng của người dân Mỹ. Ông Dmytro Kuleba cũng trấn an rằng, theo tôi về nguyên tắc không cần phải lo lắng về ông Trump, ông ấy là người mà chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần chúng ta biết cách làm việc với ông ấy. Ông lập luận, chính cựu Tổng thống Donald Trump đã duyệt bán lô vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine. Nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, nếu ông Trump tái đắc cử, ông ấy sẽ hoàn toàn khác với Tổng thống Joe Biden, người mà chúng tôi vô cùng biết ơn về mọi thứ. Có rất nhiều chữ nếu, nhưng Ukraine không nên lo sợ bất cứ điều gì. Suri Isaac, một cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cũng chia sẻ với CBS, hỗ trợ Ukraine phục vụ cho lợi ích quốc gia của Mỹ. Đây không phải là một cuộc chiến ủy nhiệm xa xôi nào đó không ảnh hưởng đến tương lai của nước Mỹ. Đó là một cuộc chiến rất đơn giản, có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia của họ. Ông bình luận thêm, chúng tôi hiểu ông Trump là một kiểu chính trị gia có lập trường riêng. Một số lập trường đó không quá đáng lo ngại. Hành động vẫn quan trọng hơn là lời nói. Điều chúng tôi thấy hiện nay là sự ủng hộ lưỡng đảng vững chắc dành cho Ukraine. Thực tế rằng, sau sự lạc quan đó, Ukraine phải đối mặt với sức ép giành đột phá trên chiến trường để duy trì niềm tin của các đồng minh, đối tác phương Tây. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thời gian không đứng về phía Ukraine. Kiev bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6 năm ngoái nhưng không đạt được kết quả đột phá. Hệ thống phòng thủ nhiều lớp kiên cố của Nga khiến Ukraine phản công chậm hơn mong đợi, trong khi phải hứng chịu tổn thất lớn. Theo giới chức phương Tây, khoảng 20% phương tiện mà họ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy và hư hại trên chiến trường trong những tuần đầu xung đột. Mặc dù được phương Tây viện trợ thêm nhiều vũ khí hiện đại và hỗ trợ huấn luyện, nhưng Ukraine dường như vẫn khó khăn khi tiến hành các chiến dịch phối hợp lực lượng trên quy mô lớn. Điều này một phần là do các đơn vị mới của Ukraine thiếu kinh nghiệm chiến đấu khi cuộc phản công bắt đầu. Sau những tổn thất, Ukraine được cho là đang theo đuổi chiến thuật tấn công từ từ, tìm cách làm suy yếu và hao hụt các lực lượng của Nga. Họ cũng nhắm vào các mục tiêu quan trọng của Nga như pháo, mạng lưới hậu cần và cơ sở, hạ tầng tiếp vận. Chiến thuật đó giúp Kiev bảo vệ lực lượng và trang thiết bị nhưng tiêu hao lượng lớn đạn dược, trong khi không tạo ra những bước tiến đáng kể trong việc giành lại lãnh thổ. Chiến lược tiêu hao này có thể sẽ phát huy hiệu quả, nhưng vấn đề là thời gian không đứng về phía Ukraine. Họ không còn nhiều thời gian để làm hao hụt lực lượng của Nga. Suốt vài tháng qua, Kiev chật vật khi tìm cách chọc thủng hệ thống phòng thủ kiên cố, gồm nhiều lớp của Nga. Giới phân tích cho rằng nếu ông Trump tái đắc cử, chính quyền của ông nhiều khả năng sẽ ép Kiev ký kết thỏa thuận hòa bình với Moscow, chấp thuận nguyên trạng, nghĩa là đồng ý để Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ như hiện nay. Ngừng đàm phán, thúc đẩy viện trợ, được tin sẽ là chính sách của ông Trump với Ukraine nếu tái đắc cử. Bình luận về điều này, con trai của ông Trump cuối tuần qua nói, ngừng viện trợ đó là cách duy nhất để thúc đẩy họ, tức Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Con trai của ông Donald Trump cho biết nếu cha mình trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ông ấy sẽ nói với chính phủ Ukraine rằng các vị chỉ còn một tháng nữa, nếu không ngồi vào bàn đàm phán, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó có lẽ là lý do Ukraine và phương Tây cần tính đến mọi phương án có thể xảy ra xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đến đây thời lượng của video cũng đã hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, cũng như diễn biến mới về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.